quay chưa? Họ có tác dụng do u trực tràng giữa, họ có thể làm thì bệnh nhân không có dấu hiệu của sốt hay là khó thở, hoặc là bên mổ thì ở đường giữa bụng. Tự nhiên họ mổ ngày thứ năm, thầy chưa biết mổ mà làm cái gì tác dụng u trực tràng? Dạ, đặt hậu môn nhân tạo ra da ở hố, ở bên hố cạnh trái và đặt hậu môn nhân tạo của ngoài đưa đại diện sức ma lên. Thì bên mổ của bệnh nhân làm tốt, không có thấy chảy dịch với lại không thấy đỏ. Mà trong lúc mổ ấy, có sang thương gì đặc biệt không? Dạ, ở dưới trực tràng có u nhưng mà không có tắc u. Biết rồi, còn sang thương gì nữa? Không. Một bệnh nhân mổ tắc ruột u đại tràng để đến những cái gì? Ngoài cái u ra còn để ý gì nữa? Rồi trả lời được cho điểm chính luôn, khỏi hỏi tiếp, khỏi trình bày tiếp. U đại tràng nó có một cái đặc điểm nó khác với tắc ruột u đục non. U đục non nó có tắc cách mấy, dạ cách mấy thì nó dội lên trên, thậm chí nó dội lên dài dày, bệnh nhân nôn ra dịch như phân vậy đó. Không bao giờ, chứ thầy chưa bao giờ thấy tắc ruột đục non mà nó bể ruột hết. Đấy thì cái đó nên phải nói rồi, những cái đại tràng gốc lách, gốc gan hay là cái chỗ manh tràng nó có gì không, nhiều khi nó nứt nó tét rồi có tụi người ta phải khâu chằng chịt ở đây đấy, đúng được chưa? Rồi thì đưa ruột ra. Con bác này có bệnh lý nội khoa gì không? Dạ, lúc khai thấy thì bé đó không có bệnh lý nội khoa, bé đó có ho lâu năm với lại nghe được cái mặt nổi đấy, có trái. Rồi bây giờ khám, bữa nay khám cái gì? Điểm nhấn của bệnh nhân này là khi khám hậu phẫu là bệnh nhân chỗ nào, nói thầy nha, thử xem khả năng tư duy sao. Dạ là bệnh nhân không sốt, cũng rất khó thở nên là chưa có dấu hiệu nhiễm trùng. Cái điểm nhấn của bệnh nhân này chỉ là một cái điểm nhấn thôi, đừng có lý giải, đừng kể liệt kê ra. Khám hậu môn nhân tạo, đúng chưa? Chứ bệnh nhân này có làm gì đâu, cho nên đừng có bàn đến chuyện tụ dịch ở bụng, đừng có bàn đến chuyện nhiễm trùng, vết mổ, vân vân. Nha, nhấn một cái chỗ là hậu môn nhân tạo, nhấn thì sao? Dạ, thì hậu môn nhân tạo thì còn hoạt động tốt, phần da xung quanh không có tối, cũng không có tối quỵ hoặc là thụt vô trong. Có phân ra thì có thể là không có tắc ở phía trên. Hiện tại bệnh nhân này hậu phẫu ngày thứ mấy? Ngày thứ năm. Mà ngày thứ năm thì hậu môn nhân tạo kiểu quay có những vấn đề nào? Hậu môn nhân tạo kiểu nồng xuống có vấn đề nào? Cả hai đều có thể có tắc, tắc ở phía trên đó nha, do nguyên nhân gì đấy bằng sao cho nên nó không hoạt động. Cũng như thứ hai nữa là vấn đề thiếu máu thì không, nhân tạo thiếu qua là không bao giờ thiếu máu, nhưng mà kiểu nồng xuống thì có thiếu máu nha. Thứ ba nữa là vấn đề nhiễm trùng ở quanh cái phần quanh không có nhân tạo đấy, đừng có bàn đến điều thất vị, hiểu chưa? Năng mới mổ không nhân tạo thì không bao giờ có thất vị, hiểu không? Chỉ khi nào bệnh nhân về một thời gian sau nó bắt đầu hình thành cái thất vị cạnh không có nhân tạo thôi. Cho nên một bệnh nhân hậu nhân tạo nằm trong bệnh viện ngay sau khi mổ đó, để ý xem thiếu máu hay không, để ý xem nó hoạt động hay không, để ý xem có nhiễm trùng quanh không có nhân tạo hay không, chỉ cần ba cái đó là được, chứ không cần quan tâm đến chuyện thất vị. Ha, lý do tại sao? Lý do tại sao? Nếu mà hậu môn nhân tạo mà không có ra phân nó thì có thể là do bị tắc ở phía trên. Còn thiếu máu có thể nó sẽ gây ra hoại tử ở cái phần hậu môn đó, thì đến lúc mà tắc. Tại sao lại không quan tâm đến cái vấn đề thoát vị? Dạ, chắc là những cái tôi đi lại nhiều mà tôi hoạt động mà. Một, hai là gì nữa? Thứ hai nó trong lúc mổ là có tụ quy, người ta đã đính cái thành của đại tràng vào trong nước cân cơ rồi. Nếu trừ trường hợp là có tụ quy không có kinh nghiệm, không phải chuyên khoa, ta đính lớp mỡ, đính đại tràng vào cái lớp mỡ thì chắc chắn là ruột nó sẽ chui qua. Nhưng mà đứng mình, nếu mà người có cái chuyên khoa và ngoại tiêu hóa thì cái sai sót đó là hầu như không có, đồng ý không? Và sau này đó là cái chỗ đính đó là nó chỉ nó tan rồi nha, mà chỗ đó nó không có lành thì nó sẽ ruột nó sẽ chui qua.
như thế thì thoát vị nó chỉ xảy ra sau đó. Nó bị chưa, tại sao thằng môn kiểu quay lại không bao giờ thiếu máu, mà kiểu đồng một đầu tận có thể thiếu máu, kiểu nòng súng có thể thiếu máu. Hè từ trên dưới, dưới lên trên là gì? Là máu nó sẽ, nó chỉ đi từ phía ở phía trên này qua thôi, chứ không có cái phần ở dưới là gì. Làm kiểu nồng súng là chứng tỏ là phẫu thuật viên ta đã cắt đoạn đại tràng rồi. Mà cắt đoạn đại tràng trong trong búa thì ta sẽ luôn cắt luôn cái mạch treo và cắt luôn cái mạch máu nuôi cái đoạn đại tràng đấy. Hiểu chưa? Như thế thì có vấn đề thiếu máu ở cái hai đầu của đoạn đại tràng còn lại. Tại vì mạch máu nuôi cái đoạn đại tràng bị cắt cũng có thể nuôi hai cái đầu đại tràng giữ lại, cho nên luôn luôn có khả năng có thiếu máu ha. Còn nếu mà không có làm, không cắt đoạn, không có cắt gì hết, ta đưa cả quai ra thì đâu có ảnh hưởng gì đến mạch máu đâu. Vấn đề là như thế. Bác nãy sáng có xem mọi người tạo của bác không? Hồng hào có phù nề gì không? Ta phân tốt buồn da chung quanh sao? Nếu này bác có đi cầu gì không? Hỏi thử câu trả lời sao ha. Rồi 8 điểm rồi, có xem mổ phụ mổ gì không? Ủa sắc con ga nên hôm qua gì cũng nó u được tràn hoài ta hay coi xem nha. Mổ lúc mấy giờ làm gì, phương pháp mổ là gì? Có quét ở dưới không? Phát bỏ luôn dưới luôn. Có thấy phát, có thấy bác sĩ phát dưới không? Ai quét ở dưới? Cũng ăn chưa phát được đâu. Rồi rồi thôi, 9 điểm. À 10 điểm. Rồi.